Tứ xin chào tất cả các anh chị và con cô bác ha. Thì hiện giờ Tứ đang ở khu vực ngã tư Vĩnh Trung các bạn. Thì hôm nay là ngày đua mùa cúp truyền hình An Giang năm 2024 các bạn. Hiện giờ là khoảng 7:30. Thì khách rất là đông nha. Thì ở trước phía trước là ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ luôn các bạn nha. Đây. Thì hôm nay những cái người giữ xe người ta nói rất là đông luôn các bạn. Giữ xe ở đây, khu vực giữ xe rất là nhiều. Rồi, Tứ sẽ đi lại ở đây xung quanh tiếp nha các bạn. Đây. Đây. Thì đây là chỗ nào không có chỗ, ở đây là giữ xe hết nha các bạn nha. Đây rất là đông. Phía trước là chùa Thư Mít nha. Đối diện với cái đường vô dạ đường vô kế bên đây luôn anh, đi 50m đều phải. Không biết. Nó chơi nhà gần đây nè. Gần đây hả? Nhà gần đây hả? Vậy là người dân Tân Biên hả? Xã nào? Xã này luôn. Xã này luôn, xã Vĩnh Trung luôn. Tiktok là Facebook và Zalo tên gì? YouTube. Tên gì luôn hả cha? Tứ Bất Tử. Tứ hả? Tứ, Tứ. Tứ hả? Tứ Bất Tử. Tứ Bất Tử hả? Mới đây hay về hay lâu rồi? Là làm con chưa? Mới đây à? Vậy đó, chúc cho kênh càng ngày càng được có nhiều lượt view nghe. Dạ dạ, cảm ơn. Đây phía dưới đây là công an xã Vĩnh Trung nha các bạn nha. Đó, dưới là xã Vĩnh Trung. Thì đối diện ở đây là cái đường cổng vô đua hò. Đây. Đây. Thì hiện giờ là rất là nhộn nhịp nha các bạn. Thì phía trước này là phía trước đằng kia là chùa Thương Mít nha, rất là đông luôn nha các bạn nha. Dưới xe ở đây là một chiếc 10k thôi. Rồi giờ Tứ sẽ đi vào bên trong nha các bạn. Thì đứng ở đây là nghe đọc số đeo của những đầu bò bên trong nha các bạn. Thì được rồi, rồi khoảng ngày khoảng một tuần trước thì ở bên đu bò bên Tà Bạ Chi Tôn rồi nha, rồi Sò Chét Chi Tôn, còn một tuần trước nữa là đu bò ở chùa Rô. Còn ở đây là cúp truyền hình An Giang của năm. Hình như là năm nay là khoảng 32 hay là 64 đầu bò, để chút tôi sẽ cập nhật các bạn xem nha. Thì bạn như đây là đâu đâu cũng thấy là nơi giữ xe hết nha. Thì thường thì lễ hội đua bò Bảy Núi thì diễn ra vào dịp Tết Santa của đồng bào dân tộc Khmer nha các bạn. Thì năm nay nhằm ngay ngày chủ nhật luôn, do đó số lượng khách đi sẽ là nhiều hơn nha các bạn. Đây cái đường ở đây đi vẫn được nha, đây đông hơn các bạn nha. Đây. Thì săn đu bò này là những ngày thường đó các bạn, là người ta còn sử dụng làm săn bóng đá nữa nha. Đó phía trước là chùa Thư Mít các bạn, đây là săn đây. Rất là đông luôn nha. Đây rất là đông. Quá đông luôn rồi. Rồi trà tắc đi khổng lồ 10k luôn vậy ơi. Trà
Nhiêu đôi bò lần chú? Đúng không? Nhiêu đôi lần chú biết không? Không biết hả? Ờ, 64 mà. Ở đây là 64 đôi bò các bạn. Đóng là tức là trực tiếp nha. Bên kia là đúng. Bên kia là đúng tích. Cho một anh ngắm từng nhé.